từ ngày tháng 1 ngày 6 năm 2024 thứ bảy, hai vợ chồng chạy vòng đi ở ngoại đi leo núi. Đây là cái khung cảnh đang chạy vô đây. Kiên Giang luôn nè, thấy không? Bây giờ hai vợ chồng mình ghé vô họp trên xong rồi tụi mình leo lên núi. Ở bên kế bên cái chỗ này cũng đẹp lắm, lý tưởng nha, có cái sân golf đó. Đây là cái cổng lên đây nè, nhưng mà để cái bảng close rồi. Vũ chắc là đó ông đi vượt biên bằng cái tàu ở thành ra ông để cái tàu ngay cái chỗ trên đây luôn. Cái video này đi chắc vừa đi vừa thở quậy chứ. Bây giờ mình đang leo lên đây lâu quá không có leo, vừa thở hổn hển vừa đi. Wow, ông nuôi gà chấm có mấy con công nữa hậu. Vô gần coi thử ông quá trời, ông nuôi gà cho mấy hậu. Wow, ông nuôi công nữa hậu ơi. Ông nuôi nhiều công lắm hậu. Nè. Đó là con thấy không? À, giống như vừa không? Wow. Mấy con công nè. Ông nuôi cả công nữa. Quá trời nhiều công luôn á. Nuôi gà nữa, nguyên cái chuồng luôn á. Nè. Gà này giống họ có gà mái luôn. Wow, có trứng gà ăn luôn nè. Mấy con công trong đó nè. Bên kia nữa kìa, bên kia nguyên chuồng công bên kia kìa. Wow. Đó, nghe gà gái giống dưới quê không? Đó, thấy cái thứ dấp không? Mà con thấy không? Đó. Mới điện chút mà thở hổn hển luôn. Lâu quá không có đi. Còn lên tuốt thì đó đó. Wow. Cái cây này bự lắm nè. Nó ngã rồi nè. Mà con thấy không nè. Wow. Hồi đó đi đâu có coi nè. Nó gió quá. Nó bong gốc lên á. Cây bự nè, nhìn cái thân cây nè. Bao lâu mình không lên đây rồi ta? Năm mấy hả hậu? Bao lâu rồi hậu? Hả?
nguyên cái gốc cây nè, nguyên gốc cây nó đổ nè, thấy cây lớn không? Đó, nó ngã nè. Thấy bữa trước gió nhiều quá, xin lỗi bà con nha, tại đi leo lên đây vừa đi vừa thở vừa quay mà không có ém hơi được đó. Mới lên một khúc thôi, thấy cái view à, đó đó, mùa đông á, thấy mặt trời không, mây che hết rồi, sương mù che hết rồi. Mọi người nhìn thấy cái cây không? Cả nhà thấy không? Nó bự vậy á. Ở đây rừng mà. Cả nhà thấy dốc nè. Thấy dốc không? Đó, mình lên được lưng chừng rồi nè. Xin lỗi nha. Đi dốc quá. Mới thở vậy á. Bên đó là đường để xe chạy lên nè. Có đường để xe chạy lên. Hai chồng đi bộ để tập thể dục luôn. Trời đó, cái view dưới đó đẹp không? Đó, nhìn xuống cái view dưới đó vậy đó. Đây. Còn đi lên nữa đây. Thấy chưa? Đó, đã thấy cái nhà. Nhưng mà này mới có tới cái nhà đó là mới hơn phân nửa một chút à. Lúc trước tới chưa có cái hình này. Cái hình này là ông mới làm. Ở dưới đó đường, cả nhà thấy không? Nó đang chạy xe, đường chạy xe dưới đó đó. Đó, nhìn xuống cái view nó như vậy. Đẹp không? Nhà trên núi luôn nè, thấy không? Thấy không? Đó, nhà nè, thấy không? Quá trời nhà nè, thấy chưa? Nó bên kia đó, là nhà đó. Ở Việt Nam thì nghèo lên núi ở. Nhưng ở Mỹ, giàu có lên núi. Tại cái view gì cũng mắc hết á. Điện, nước, cái gì nó chạy lên cao cũng mất hết. Nhiều khi nhà trên đó người ta ở có một cái à, mà nó phải chạy ống đi như đó. Bởi cái view gì cũng mất hết. Lên núi đây nè, nhà giàu mới lên núi. Ông xã lên sắp tới rồi. Đó. Đây là chỗ thờ cúng à. Ở đây có mấy cái nhà đó. Nhà thấy cái dốc không? Tuốt ở dưới đó đó, lên tới đây rồi đó. Có cái võng cho gọi nữa nè, thấy chưa? Có cây tắc nữa nè. Đây là tượng Phật. Có mặt hình Phật chứ. Đây là cái chỗ thờ cúng á. Đó. Thờ cúng bên trong á. Lạc Ma sư tổ hả hậu? Ông Lạc Ma sư tổ hả? Đó, ông bự gì đó. Mình không rành mấy này, phải hỏi ông xã. Cái chỗ ngồi nè. Đá đồ lý tưởng không? Lên đây rất là thoải mái, cái tinh thần, cái tâm hồn rất là thoải mái. Cái lòng nó nhẹ nhàng lắm. Đó. Tượng Phật nè, tượng Phật nè. Đó.
cũng làm rất là đẹp, rất là tốn rất là nhiều công phu ha. Giúp bao nhiêu tiền đổ đây em nói nha, mà ở trên đây lại là núi nữa chứ. Treo cầu Mỹ luôn nha, cầu kia ba cái cầu đó. Đó. Sơn thần Mỹ nè, đẹp không? Đó, này là gì? Vua Hùng Vương nha, chỗ này là vua Hùng Vương nha, cái chữ nằm như đó, mọi không có thấy rõ lắm. Wow, cái này bằng đồng đó nha. Ồ, cái này mới nè, lúc trước không có. Thiên Long Thánh Địa, đầu rồng nè, cái này cũng giống như nó luôn nhưng mà hai cái cục đá nè, cục vàng nè. Có thấy xe chạy xuống kia không? Đó, cả nhà thấy không? Đi lên thấy con hồ nước lý tưởng không? Đẹp không? Đây còn đi lên nữa. Đó, còn đi lên nữa. Nhưng mà đi tới đây chắc cái nhà nhìn thấy mấy cái cây trồng trồng gì là gì, hậu sợ gì, con gì ăn hả? Bàn ghế ngồi đã không, mình rất thích lên đây nè, có gì dọn dẹp gì quá trời bà bạn nhé. Trúc nữa nè, thấy không, đẹp lắm, dễ thương luôn. Nhìn bụi trúc nè, mình thích trúc lắm, nhìn thanh nhã. Lý tưởng. Lên đây là quên hết chuyện ở dưới, kia chuyện đi làm, chuyện stress này kia, lên đây quên hết. Cái nhà trên đó là đường đi lên là có 18 ông La Hán nha. Nè, đó mỗi ông ngồi góc cột ha. Wishing well. Cái tên nè, The Dragon Mountain, Thiên Long Sơn. Nó cũng có rồng, sư tử. Cái đường này đường đi lên chỗ cái nhà thấm cái nó nè, có 18 là nó là cái này người ta có sửa, người ta giãn nè, chưa tốt có chi lạc nè, tâm tạng nè, mình biết được tổ nè, mình biết là tổ còn bao quả cái anh mình đang dàn cũng có chỗ để hồn giả. Bên đây là nghe mùi nhang, rốt nhang trầm thơm lắm. Đường đi nè, dễ thương không? Mấy cái cây, rủ xuống nè, treo lên nó rủ xuống. Hôm nay đi không có giờ nhiều, chút phải về giữ cháu, thành ra phải tranh thủ vừa đi exercise mà quay mà ít cho cả nhà coi xem luôn đó.
Đây cái chỗ còn đi lên nữa. Không sao, mình đúng đang đi không thấy cái hút lạng lên. Ở dưới cái sân gót của người chơi nữa. Xuống vô cái nhà, cái chỗ này là chỗ để cúng ăn, cuối tuần nó ăn ở nhà cái đem lên cúng. Tại có nhỏ bạn em của ông chủ đang, với lại lúc trước đó mình cũng lên đây, mình với ông xã mình cuối tuần lúc trước đó được lúc còn mở cửa đó, hay là mình lên đây để phụ nấu cơm lúc trước, nấu cơm phát nhiều lắm cả nhà, nấu cơm cho những người cuối tuần ta đi leo núi á, đi dã ngoại rồi lên đây đó. Nhiều khi vô mấy ngày lễ đó, nấu cả ngàn phần ăn nha, nhưng mà ở trên đây đặc biệt là nấu đồ chay không nha. Lúc trước hay là lên đây cũng phụ nấu nướng dọn dẹp, thường mình lên tới là 10 giờ sáng cho tới dọn dẹp xong xuôi là 3 giờ chiều hai chồng mình về. Mà vô những ngày chủ nhật rồi đó, chủ nhật nào rảnh là tụi mình đi à, vui lắm. Có mấy cô chú bác lớn tuổi lên đây nè, nhưng mà mấy cô chú thì không có leo như mình nãy được, phải chạy xe. Có cái đường chạy xe đó, cả nhà thấy mình nãy mình có quay cái đường chạy xe đó. Bây giờ mình đang đi xuống dốc, nãy mình đi lên giờ mình đi xuống dốc để đi qua cái nhà chỗ cúng kiến, có cái nhà thờ đây nè, nhà để thờ cúng á, nhưng mà nhà thờ. Nhưng mà sau này có một cái vấn đề trục trặc, thành ra không có được nấu nữa. Chứ lúc trước ở trên đây vui lắm, lúc trước trên đây tuần nào cuối tuần nào mình đi, trước khi mình làm từ thiện mà phát đồ cho homeless á, là mình lên đây mình giúp. Rồi sau đó mình làm, sau khi cái chỗ này không có còn nấu nướng được nữa thì mình bắt đầu mình quay qua mình nấu cơm phát cho người vô gia cư. Nó đang xuống dốc bởi vì không có thở hổn hển như hồi nãy mình lên dốc. Xin lỗi nha, trong cái video này nhiều khi cũng thở hổn hển tại vì đi leo núi á, người ta nó phải thở, không thở sao leo nổi. Đó, tới cái nhà này nè, xuống nè, phải không ba? Bên đây cũng là đường chạy xe, nó nhiều đường chạy xe. Trời ơi, làm mấy cái đường này tốn tiền lắm á nha cả nhà. Mà lại trên núi nữa, thấy không? Có bảng speed limit đàng hoàng chứ không phải exit từ này. Đó, có giọng nằm dễ thương không? Không, cái view đẹp không? Núi trùng. Làm mấy cái này toàn là rất là nhiều tiền mới làm được mấy cái này nha. Thấy không? Cả nhà thấy không? Trên đó có nhà trên đó nè. Ở bên kia có người, có nhà đang nữa, chó sủa nè. Thấy không? Lý tưởng không? Cuối tuần mà lên đây là quá lý tưởng rồi. Lên đây là quên hết sự đời rồi. Không còn cạnh tranh ở dưới phía dưới nữa, quên hết rồi, bỏ qua bên hết rồi.
có mấy cái này ông làm ra rất là công phu nha, cả nhà thấy không, làm trên cái hiu này thấy chưa, đi cái mình hông của núi nó làm được cái sàn. Tuốt ở trên đó kìa, còn đi lên nữa đó mà hai chồng đi tới đây à, phải đi về đó. Trên đây là điện Ngọc Hoàng đó, thờ ông trời đó, mỗi một năm à, mở cửa một lần vô mùng mùng chín gì không nhớ rõ, tại cũng chưa lên đó, vô cái đầu năm bao giờ đây những ngày mở cửa đi làm không, không biết mai gì nè cả nhà, đẹp quá anh, dễ thương quá cái bông quá dễ thương quá mà, chiếc kia màu vàng mà. Có cái cũng mở rồi nè, giờ lạnh cái tay mình ra. Trước là ngồi ăn để bàn vô cái chỗ này nè, để cho mọi người ngồi ăn, mọi người ngồi ăn nè cả nhà coi nè. Đá cái vách núi nó như vậy nè, thấy không, rồi đá nó rớt xuống nè, cục nhỏ 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 nè, đá mẳng mẳng rớt xuống là đường đi nè, thấy không, đó, núi mà chứ đường đâu nói, bởi nhiều cái chỗ núi lớn á nè, đá là như nè, cả nhà nhìn nè, vậy đó, cái nó rớt xuống, rớt xuống đường đi nè, thấy không? Bởi ở đây nhiều cái chỗ mà đi ngang mấy chỗ mà núi núi nhiều mà đá lớn đó, nhiều khi đá nó lăn xuống, mưa gió hay là nước hay là có mưa cái nó lở nó lăn xuống, nó rớt xuống nó cũng nhiều người cũng mất mạng vì cái đó đó, nguy hiểm lắm á. Nhưng mà ở đây đá mặn mặn không à, đó đá bự nhưng mà ít lắm. Thấy cục đá không? Giờ lại đi lên, đi lên dốc đằng đi xuống, cái bậc thang đằng đi xuống nè, bị đi xuống. Ông chồng mình ổng xấu như là hàng mặt tử vậy, bởi vì ổng đâu có dám đưa mặt ổng lên, ổng né ổng trốn. Bắt đầu hai đứa xuống núi nha, sáng giờ lên núi rồi, bây giờ mình xuống núi, xuống thì đỡ hơn. Dạ, yeah. Mấy trăm bậc đó mà, 500-600 bậc gì nè, 500-600 bậc còn đi lên tới đó đó nha, không biết lên trên tuốt trên kia là bao nhiêu thì mình không biết, nhưng mà lên trên đây 500-600 bậc á, thấy không, thoải mái không? Ở đây, ô mấy cây này năm nay bị chết hả hả ta? Hả không? Mấy cây này giống chết quá vậy hậu, mấy cây này nè hậu, thường thường mấy năm bông không à hậu, chết hả, mấy cây này mấy năm trước là vô mùa xuân á, tết á, nó nở bông đẹp lắm nè, mà sao nó hay nó như vậy, không biết phải nó có chết không biết nữa, thấy khô quá vậy. Ô còn sống á nghe, còn xanh nè, còn sống á, không có chết đâu, mà nhìn giống như cây chết vậy á. Sáng bỏ khoảng chừng 45 phút đi rồi thấy thoải mái rồi, exercise luôn, thấy không, cũng dốc dữ lắm này cả nhà thấy không, giúp cho tim được máu huyết được tuần hoàn hả, lớn tuổi rồi nằm trên giường hoài bệnh thôi chứ làm gì. Cái bông màu tím này, cái cây này là cái cây gì nè, cái cây này là người ta uống cho cái cho gan nè, bông đẹp ha, bông dễ thương ha, cây đó uống cho gan, phơi khô nấu nước uống ta giải độc gan rồi đó,
Hồi nãy Hồng nó cho bọc bọc đó mà quên lấy rồi. Bữa nào kêu Ngân đó đem cho. Rất là thanh tịnh ha. Dễ chịu. Lên đây là không có muốn hơn thua gì với đời nữa đó. Có ăn, có mỗi ngày có ăn. Đi làm có chỗ để về, có việc để làm. Vậy là vui vui rồi, giàu có làm gì nữa. Ai thì cũng về La Mã thôi, giàu cũng xuống dưới đó, nghèo cũng xuống dưới đó. Phải thành ra có ăn có mặc, có chỗ về để ngủ, có gia đình, sáng thức dậy thấy mọi người được khỏe mạnh là vui rồi. Không có còn gì bằng hết. Có tiền như đống núi mà bị đau nhức ăn uống không được cũng vậy thôi à. Gia đình mạnh khỏe là vui nhất à. Mình đi đây là chủ yếu cho ông xã mình ổng exercise đi chứ. Chứ không thôi ngồi ở nhà ông coi tivi à, cuối tuần coi tivi à. Chứ mình thì ốm sẵn rồi. Hết mỡ rồi. Mình đang đi xuống sắp tới rồi nè. Cái xe người ta đang lên. Đi cái này cũng phải cẩn thận tại đi xuống á, từng bậc á. Lo dòm cái phone không á là dễ bị dách là té lộn cùng mèo luôn á. Cái cây ngã này đó. Wow, có mấy xe đang chạy lên nè. Đó. Cái đường này đó. Có cái cổng để xe chạy lên rồi thấy không? Đó, cả nhà thấy không? Đó, xe đó là nó chạy lên. Mấy người này là cuối tuần ta lên ta đọc kinh nữa cho nên sẽ chạy lên đó. Mình thích đi bộ hơn, exercise luôn. Chạy lên cái chỗ hồi nãy mình mới quay á. Thấy cái hồ nước nè, dễ thương. Đó, có cái cô đó cổ đang cởi ngựa nè. Dễ thương không? Mình không thích ngựa, phải thấy mấy người đi cởi ngựa về cái mùi hôi quá, nhưng mà dễ thương. Ô, ngựa ba cái chân màu vàng, cái chân màu trắng, cái sân góp bên kia có người đang chơi bên đó. Xuống tới thành phố chạy khoảng chừng 10 phút à.